Nova Beach Cam Ranh Resort and Villas. Kiệt tác nghỉ dưỡng cao cấp giữa Vịnh Ngọc Cam Ranh là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa thiên nhiên, biển đồi với nét quý tộc của chất liệu văn hóa Tây Ban Nha trong thiết kế, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho mỗi dòng sản phẩm, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách tới Cam Ranh. Tọa lạc tại bãi dài Nha Trang, một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới, Nova Beach Cam Ranh Resort and Villas chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 5 phút di chuyển và cách thành phố Nha Trang 25 phút, kết nối toàn bộ tiện ích và danh lam thắng cảnh Nha Trang. Giữa những dốc đồi thoai thoải, dự án giữ lại các mạch nước ngầm lộ trên cát trắng, hình thành nên những căn biệt thự rải dọc vòng hồ, tạo sự riêng tư và mang lại nét đặc sắc về cảnh quan. Đặc biệt, với địa thế nội khu độc đáo, Nova Beach Cam Ranh Resort and Villas tạo nên không gian nghỉ dưỡng trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Kiến trúc địa trung hải được xem là kiến trúc độc đáo của các tuyệt phẩm biệt thự nghỉ dưỡng Nova Beach Cam Ranh Resort and Villas. Quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp và tinh tế, với mái vòm thoáng rộng, màu sắc tươi vui trong trẻo, thể hiện tính duy mỹ tinh tế, sang trọng của du khách. Đặc biệt hơn, dự án có sự sắp đặt tinh tế, mặt bằng chia ra thành 4 phân khu chính: khu hotel, khu condotel 3 sao và 4 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng Villas and Bungalow, khu thương mại tiện ích tiếp đón. Nhờ được phân cách bởi không gian xanh, mỗi phân khu đảm bảo được sự riêng tư nhưng vẫn gần gũi trong vận hành sử dụng. Trong bối cảnh lượng du khách đến Cam Ranh tăng mạnh cùng với nhu cầu khắt khe lựa chọn địa điểm nghỉ dưỡng, Nova Beach Cam Ranh Resort and Villas nổi lên như một điểm sáng với chuỗi các tiện ích nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, đem đến những giá trị trải nghiệm khác biệt cho du khách. Trải qua hành trình hơn 1/4 thế kỷ, Novaland